Xin kính chào khán giả của Nghị Việt TV và mời quý vị cùng theo dõi phần điểm tin trong ngày. Hôm nay là ngày Chủ nhật ngày 5 tháng 12 năm 2021 và sau đây là phần tin chi tiết. Mở đầu phần tin tức ngày hôm nay thì phi trường LAX mở trạm xét nghiệm COVID-19 vì biến chủng Omicron. Phi trường quốc tế LAX công bố mở trạm xét nghiệm Covid-19 tốc hành tại ga quốc tế hôm thứ Sáu ngày 3 tháng 12 vì những lo ngại về biến chủng Omicron. Theo đài truyền hình KTLA, thì Sở Y tế Los Angeles County cho biết những hành khách quốc tế sẽ được xét nghiệm kháng thể nhanh chóng và nhân viên của trạm sẽ cho họ biết những gì cần làm dựa theo những quy định cách ly riêng của tiểu bang. Trạm xét nghiệm tốc hành nằm ở ga quốc tế Tom Bradley, nằm ở khu vực cho hành khách nước ngoài đến Los Angeles ở tầng dưới. Những người xét nghiệm tại phi trường sẽ nhận được kết quả trước giờ máy bay cất cánh. Những ai xét nghiệm dương tính và những người tiếp xúc với họ phải cách ly. Các hành khách sẽ có kết quả âm tính sẽ nhận được một bộ dụng cụ để tự xét nghiệm tại nhà lần nữa sau khi rời phi trường từ 3 ngày đến 5 ngày. Không chỉ ở Los Angeles mà phi trường John Way ở Orange County đã phát đồ tự xét nghiệm cho hành khách. Lý do mà phi trường LAX À, mở trạm xét nghiệm COVID-19 tốc hành là vì Los Angeles County phát hiện ra ca nhiễm biến chủng Omicron vào hôm thứ Năm ngày 2 tháng 12. Quay sang phần tin khác, thì công ty mạng xã hội của Trump được một nhóm đầu tư hứa góp vốn là 1 tỷ Mỹ Kim. Công ty mạng xã hội của cựu tổng thống Donald Trump là Trump Media Technology Group và đối tác tuyên bố vào hôm thứ Bảy ngày 4 tháng 12, họ được nhóm nhà đầu tư đủ loại, chưa biết tên, cam kết góp vốn là 1 tỷ Mỹ Kim theo The Hill. Um, công ty này và đối tác Digital World Acquisition Corp. cho hay là sẽ nhận được hợp đồng góp vốn là một tỷ mỹ kim từ nhóm nhà đầu tư chưa biết tên một khi hai công ty này sát nhập với nhau. Thưa quý vị, hôm thứ Tư, thì hãng tin Reuters cũng đưa tin là công ty của ông Trump muốn gây vốn đến 1 tỷ Mỹ Kim bằng cách bán cổ phần cho quỹ đầu tư và văn phòng gia đình, mặc dù hầu hết công ty lớn của Wall Street không muốn đầu tư vào công ty của ông Trump vì lo ngại ảnh hưởng đến danh tiếng à, và vì lo là một số quỹ đầu tư, văn phòng gia đình và người giàu có dự trù sẽ tham gia là vài nguồn tin nói với Reuters. Hồi tháng 10 thì cựu tổng thống Trump cũng tuyên bố là sẽ thành lập một mạng xã hội mới tên là Truth Social, dự trù là chính thức hoạt động từ quý thứ nhất năm 2022. Mạng xã hội này sẽ được quảng cáo là nơi khuyến khích thảo luận toàn cầu cởi mở mà không bị kỳ thị do quan điểm chính trị. Cựu tổng thống Trump muốn thành lập công ty này sau khi bị một loạt công ty mạng xã hội cấm cửa sau vụ bạo loạn ngày 6 tháng Giêng vừa qua. À, khi ủng hộ viên của ông xông vào điện Capitol, cố gắng ngăn cản tiến trình chức à, chứng nhận thắng lợi bầu cử của tổng thống Joe Biden và một tỷ Mỹ kim là thông điệp quan trọng trong uh, gửi đi cho Biden rằng là phải chấm dứt kiểm duyệt và kỳ thị chính trị, nước Mỹ sẵn sàng đón Social, nơi sẽ không kỳ thị vì quan điểm chính trị. Tuy nhiên, ông Trump từ lâu đã nổi tiếng với nói cho cố về doanh nghiệp mà à, cuối cùng chẳng đi tới đâu, chẳng hạn như sòng bài ở Atlantic City, New Jersey, Trump Airlines, Trump University, công ty cho vay tiền mua nhà và công ty sản xuất làstics. Liên quan đến phần tin khác, thì tòa phát hiện Sydney Powell nộp giấy tờ giả mở tổ chức phi lợi nhuận. Một bộ thẩm đoàn liên bang phát hiện bằng chứng cho thấy bà Sidney Powell là cựu luật sư của Tổng thống Donald Trump nộp giấy tờ giả cho một tổ chức phi lợi nhuận của trụ sở tại Texas có tên là Defending the Republic, theo nhật báo The Guardian, tiết lộ vào hôm thứ Sáu ngày 3 tháng 12. Biện lý cục liên bang địa hạt DC tống đặt trác đòi hầu tòa đối với bà Paola vào tháng 9 để xem xét các cáo buộc gian lận gây quỹ. Các biện lý liên bang yêu cầu thông tin liên lạc với các tài liệu khác có từ ngày 1 tháng 11 năm 2020 liên quan đến việc gây quỹ và hạch toán cho các tổ chức mà bà Paola lãnh đạo, bao gồm DTR và một ủy ban hành động chính trị cùng tên. Cụ thể là các giấy tờ thành lập DTR của bà Paul liệt kê tên hai người đàn ông là thành viên ban giám đốc tổ chức để thu hút nhà tài trợ, trong khi bằng chứng chỉ ra rằng cả hai người này đều không cấp phép cho bà. Theo giấy tờ, hội đồng quản trị bao gồm bà Paul, luật sư Linwood, doanh nhân Brennan, à Castleberry và nhà tư vấn Beverly Hills. Mặc dù phát hiện này cho thấy có thể xảy ra gian lận gây quỹ, nhưng các biện lý liên bang vẫn còn đang xem xét một số khía cạnh khác của tổ chức này để xác định mức độ nghiêm trọng trong sự việc. Cơ quan điều tra đang cố gắng xác định xem bà Powell có chuyển tiền khỏi tổ chức để sử dụng cho mục đích cá nhân hay không, bao gồm vụ kiện tội phi bán nhằm vào bà do công ty máu, à, máy đếm phiếu Dominion Voting System và một trong những nhân viên cũ của họ đưa ra. Giới thẩm quyền cũng đang xem xét việc bà có lừa dối các nhà tài trợ tuyên bố sai lệch rằng khoản đóng góp sẽ được sử dụng trực tiếp để tài trợ cho các vụ kiện nhằm lật đổ cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 hay không. Tất cả các vụ kiện không những không thành công mà còn bị các chánh án chỉ trích gây gắt, thậm chí là một chánh án còn xử phạt bà Powell vì hành động trái đạo đức và yêu cầu đoàn luật sư của Texas điều tra bà. Ngoài cuộc điều tra từ luật, đoàn luật sư Texas bà Powell hiện đang đối mặt với một khó khăn pháp lý khác. Trong một đơn kiện, thì bà đề cập đến các cá nhân đóng vai trò là đồng cố vấn hoặc thậm chí là nguyên đơn mà không có sự cho phép từ người này. Những tuyên bố sai lệch cũng có thể khiến bà Powell trả giá trong vụ gian lận là DTR. Ngoài ra, thì bà Powell còn tuyên bố là các nhà tài trợ uh, tuyên bố với các nhà tài trợ rằng là các luật sư tham gia trong vụ kiện thuộc lực lượng ưu tú và sẽ thành công trong việc lật ngược kết quả bầu cử năm 2020, trên thực tế các luật sư của bà ám chỉ hầu như không tham gia các vụ kiện. Liên quan đến phần tin khác, thì ông Biden và Putin sẽ gặp nhau và thảo luận qua màn hình vào ngày 7 tháng 12. Tổng thống Joe Biden và Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ nói chuyện với nhau qua màn hình vào ngày thứ ba tuần tới, ngày 7 tháng 12, theo tin từ Điện Kremlin. Trong lúc đang có sự căng thẳng và ngày càng gia tăng giữa hai quốc gia về việc Nga tập trung hàng trăm ngàn quân ở biên giới Ukraine có thể để mở ra cuộc tấn công. Theo bản tin của hãng thông tấn AP, ông Dmitry Peskov là phát ngôn viên của Điện Kremlin hôm thứ Bảy ngày 4 tháng 12 xác nhận là sẽ có cuộc nói chuyện với cơ quan thông tấn nhà nước Nga là RAI Novosti và cho biết thêm rằng là sẽ diễn ra vào buổi chiều tối. Ông Peskov nói là hai vị tổng thống sẽ tự quyết định là cuộc thảo luận kéo dài bao lâu. Tòa Bạch Ốc ngay lúc này chưa có bình luận gì. Hai nhà lãnh đạo đã không nói chuyện với nhau từ tháng 7 tới nay. Khi đó, ông Biden đòi ông Putin phải có hành động ngăn chặn không cho các thành phần tin tặc mở ra cuộc tấn công điện toán từ lãnh thổ của Nga. Đây cũng là những kẻ được cơ quan an ninh của Nga che chở để dùng vào các mục đích khác của họ. Ông Biden nói rằng phía Mỹ có các biện pháp cần thiết để bảo vệ hệ thống hạ tầng cơ sở trọng yếu của mình và sẽ trả đũa nếu cần. Nga hiện đang cương quyết đòi Mỹ phải bảo đảm rằng là Ukraine sẽ không được nhận vào khối NATO. Tuy nhiên, ông Jens Stoltenberg là tổng thư ký của NATO. Tuần qua nói rõ rằng Nga sẽ không có quyền can thiệp vào quyết định của NATO. Nhiều cựu chế chức ngoại giao của Mỹ và NATO nói rằng đòi hỏi như vậy của Nga và ông Biden sẽ không được chấp thuận. Các chế chức tình báo của Mỹ trong đó có cho hay là Nga tập trung ít nhất là 70.000 quân và cũng có thể đưa tới 100.000 gần biên giới với Ukraine để chuẩn bị cho việc tấn công vào quốc gia này. Các ước tính mới nhất nói rằng cuộc tấn công có thể xảy ra vào năm tới. Liên quan đến phần tin khác, thì hơn 20 người ở Mỹ nhiễm Omicron có ca lây lan trong cộng đồng hơn 20 người ở chức là 12 tiểu bang của Mỹ nhiễm biến thể Omicron của Covid-19 tính đến ngày thứ bảy ngày 4 tháng 12 theo CNBC bệnh nhân tuổi khác nhau tình trạng chích ngừa và hồ sơ đi lại cũng khác nhau nhưng không ai bị triệu chứng nặng có bệnh nhân mới đi Nam Phi về nhưng có người chưa từng đi ngoại quốc cho thấy virus đã lây lan trong cộng đồng ở Mỹ Nam Phi là quốc gia đầu tiên phát hiện ra biến thể Omicron Khoa học gia và chế chức y tế hiện vẫn thu thập dữ liệu để xem Omicron lây lan mạnh hơn, tránh vaccine tốt hơn hoặc là gây bệnh nặng hơn những biến thể Covid-19 khác hay không. Tính đến ngày thứ Bảy, toàn bộ người nhiễm Omicron ở Mỹ đều có triệu chứng từ nhẹ đến vừa và không ai cần phải vào bệnh viện. Theo dữ liệu mới nhất của cơ quan y tế tiểu bang, tuy nhiên qua thời gian thì ca Covid-19 nhẹ có thể chuyển sang nặng hơn. Và các quý vị, trong số những người dương tính với Omicron tại Hoa Kỳ, những người chích đủ liều, ít nhất là hai trong số những bệnh nhân chích ngừa nhưng mà chưa chích mũi tăng cường, nhưng một người khác đã chích và có ít nhất là một người từng nhiễm Covid-19 trước đây vẫn dương tính với Omicron. Việc một số bệnh nhân chích ngừa đủ liều chỉ bị triệu chứng nhẹ cho thấy vaccine vẫn ngừa bệnh nặng hiệu quả, giới chức y tế của Hoa Kỳ lưu ý. Theo kết quả nghiên cứu của phòng thí nghiệm, thì chích mũi tăng cường sẽ giúp tăng hiệu quả người một loạt biến thể COVID-19. Và bác sĩ Fauci cũng cho hay trong buổi họp báo tại Tòa Bạch Ốc hôm thứ Sáu về COVID-19. Cảm ơn quý vị đã theo dõi phần tin trong ngày với Jimmy. Hẹn gặp lại trong phần tin kế tiếp.